Thưa quý vị, liên quan đến vụ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đàn ông điều khiển xe mô tô tử vong ngày 4 tháng 6 trên tuyến tránh thành phố Long Xuyên, phương tiện gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sáng ngày 10 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Tấn Hình, sinh năm 1985, trú phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sau khi tiếp nhận tin báo tai nạn nghiêm trọng trên tuyến tránh thành phố Long Xuyên, Công an thành phố Long Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8 tháng 6, Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra truy xét, xác định Phạm Tấn Hình là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51D40457 gây ra vụ tai nạn trên. Ngay trong ngày, Công an thành phố Long Xuyên cử hai tổ công tác đến thành phố Hồ Chí Minh mời Hình về trụ sở làm việc, đồng thời tạm giữ chiếc xe gây tai nạn đang được Hình thuê sửa chữa tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, bước đầu Hình khai nhận khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2024, Hình điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51D40457 chở vợ từ thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Sau khi giao hàng xong, Hình điều khiển xe ô tô trên cùng với vợ quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến tuyến tránh thành phố Long Xuyên, Hình điều khiển xe ô tô tông vào xe mô tô do ông Hồ Minh Mẫn điều khiển cùng chiều phía trước, làm ông Mẫn và xe mô tô ngã văng ra đường. Lúc này, Hình dừng xe xuống, thấy ông Mẫn đang bị co giật, nghĩ ông sắp chết nên Hình điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi đến địa phận huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, sau lực lượng công an phát hiện, Hình điện thoại thuê xe cứu hộ chở xe ô tô gây tai nạn về huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để sửa chữa. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.